Khi nhắc đến cây ba kích, chắc hẳn ai cũng biết đến cây ba kích có tác dụng thần dược của phòng chơ, hỗ trợ tình điều trị những bệnh về sinh lý. Tuy nhiên, ngoài tác dụng mà nhiều người vẫn thường nghĩ tới khi nhắc tới nó, ba kích còn có rất nhiều công dụng hữu hiệu chữa bệnh khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm khi tham khảo thông tin qua bài viết dưới đây. Cây ba kích rừng. Giới thiệu về cây ba kích. Cây ba kích là cây mọc hoang ở vùng rừng thứ sinh, Trung Du và miền núi các tỉnh phía Bắc. Cây thường mọc dưới tán một số kiểu rừng nhiệt đới ẩm, lá rộng thường xanh, nay trở nên thứ sinh gồm cây bụi và dây leo chằng chịt hoặc ở bờ nương rẫy. Cây dây leo bằng thân quấn, sống nhiều năm. Lá mọc đối, hình mát hoặc bầu dục thu nhọn, phiến lá cứng có lông tập trung ở mép và ở cân, khi già ít lông hơn, màu trắng mốc hoa nhỏ tập trung thành tán ở đầu cành, lúc mới nở màu trắng, sau hơi vàng, tràn hoa liền ở phía dưới thành ống ngắn, quả hình cầu có cuống riêng rẽ, khi chín màu đỏ. Bộ phận sử dụng, chủ yếu dùng thân, rễ. Xem thêm, hình ảnh chi tiết cây ba kích tím dễ nhận biết. Xem thêm, kỹ thuật trồng cây ba kích. Những tác dụng cây ba kích mà bạn không ngờ. Một, tác dụng của cây ba kích điều trị các bệnh về sinh lý. Trị liệt dương ba kích 30, đổ trọng 30, ích trí nhân 30, ngũ vị tử 30, ngư tất 30, nhục thung dung 60, phục linh 30, sơn dược 30, sơn thụ 30, thỏ ti tử 30, tục đoạn 30, viễn chí 30, xà sàng tử 30. Tán bột, luyện mật làm hoàng, ngày uống 12-16 g với rượu, lúc đói. Trị chi tinh, hoặc tinh ba kích thiên, đản xâm, phúc bồn tử, thỏ ti tử, thần khúc đều 12 g, sơn dược 24 g. Tán bột, luyện mật làm hoàng, mỗi lần uống 12 g, ngày 2 tháng 3 lần. 2. Tác dụng của cây ba kích với các chứng thận hư. Trị thận hư, đau lưng, ba kích 16 giờ, ngũ vị tử 6 giờ, đản xâm 12 giờ, thuộc địa 12 giờ, nhục thung dung 12 giờ, long cốt 12 giờ, cốt toái bổ 12 giờ. Tất cả các vị thuốc nghiền thành bột mịn, luyện với mật ong làm hoàng. Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 12 giờ, chiêu với nước. Trị thận hư, chi liệu, đi tiểu nhiều lần, ba kích 12 giờ. Sơn thụ du 12 giờ, thọ tu tự 12 giờ, tan phiêu tiêu 12 giờ. Sắc uống hoặc tán bột uống. Thận hư, dương úy, chi tinh, ba kích, thuộc địa, mỗi vị 15 giờ. Sơn thụ du, kim anh mỗi vị 12 giờ sắc uống. 3. Tác dụng của củ ba kích điều trị huyết áp cao. Ba kích, tiên mao, dâm dương hoắc, tri mẫu, hoàng bá, ương quy, mỗi vị 12 giờ. Nước 600 ml, sắc còn 200 ml. Chia 3 lần uống trong ngày, thời gian điều trị là 3 tháng. 4. Tác dụng của cây ba kích với chứng đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối. Ba kích 50, châm dương hoắc 50, cây huyết đặng 50, đường phèn 30, rượu trắng 750 ml, ngâm trong 1 tuần là dùng được. Dùng uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20 ml. Chữa đau lưng, chân tê, chân yếu, mỏi ở người già, ba kích, xuyên tỳ giải, nhục thung dung, đổ trọng, thỏ ti tử lượng bằng nhau. Đem tán nhuyễn, trộn với mật làm viên hoàng. Mỗi lần uống 8 giờ, ngày 2 lần với nước ấm. 5. Tác dụng của cây ba kích giúp bổ thận. Tráng chương ba kích 30, thịt trai 300 g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Thịt trai rửa sạch, thái miếng. Ba kích rửa sạch. Cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi, rồi vặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ, nêm gia vị là dùng được, ăn cùng với cơm. Xem chi tiết, tác dụng của ba kích đối với sinh lý nam giới 6. Tác dụng cây ba kích trị lưng gối mỏi đau, mặt trắng nhợt nhạt, chân tay lạnh. Ba kích tục đoạn, bộ cốt chi mỗi vị 12 giờ, hồ đào nhục 5 quả sắc uống hoặc tán bột nóng. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời của ba kích, cây thuốc quý. Những cách sử dụng ba kích. Ba kích ngâm rượu, ba kích sắc nước uống, ba kích hãm nước 3 kích nấu thành món ăn. Trong những cách sử dụng ba kích trên, ba kích ngâm rượu là cách đơn giản nhất để phát huy hết tác dụng của ba kích. Rượu ba kích được cho là một trong những biệt dược có tác dụng mạnh mẽ nhất, giúp nam giới hoạt động cả đêm không biết mệt mỏi, được vua chúa và các quan lại thời xưa rất ưa dùng. Cách ngâm rượu ba kích có hai cách ngâm rượu ba kích, đó là
ngâm độc vị 3 kích cách chế biến. 3 kích sau khi được rửa sạch, phơi ráo nước sẽ được tách bỏ phần lõi, phần thì 3 kích được giữ lại sử dụng. Cách ngâm, với 1 kg 3 kích tươi sau khi tách bỏ lõi có thể ngâm từ 2-4 lít rượu trắng, chú ý, nên chọn loại rượu ngon để ngâm. Không nên ngâm quá nhiều rượu, như vậy mùi vị rượu 3 kích sẽ không được đậm đà. Sử dụng, sau khi ngâm được 15 ngày là có thể sử dụng được. Ngâm phối hợp nhiều vị cách 1-3 kích tươi 1 kg bạch tật lê loại khô, 1 kg dâm dương hoắc loại khô, 0.5 kg sa sâm, cẩu khỉ tử, đỗ trọng, đương quy, cam thảo, đài táo, mỗi loại 100 g rượu trắng 7 lít cách 2-3 kích tươi, 1 kg thỏ ti tử, 300 g dâm dương hoắc, 300 g nhục thung. Dung 500 cờ ngâm với 5 lít rượu trắng cách ngâm, 3 kích tách bỏ lõi ngâm phối hợp cùng các vị thuốc trên trong thời gian 1 tháng là có thể sử dụng được. Cách dùng, nên dùng rượu 3 kích hàng ngày trong mỗi bữa ăn, mỗi bữa 1 đến 2 ly nhỏ là tốt nhất. Nếu duy trì đều đặn sẽ rất tốt cho chuyện ấy của bạn, kể cả chị em. Những lưu ý khi sử dụng 3 kích, tác dụng của 3 kích không thể chối cãi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng được. Những đối tượng dưới đây khi sử dụng nên lưu ý, hoặc có thể tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Lõi của củ 3 kích cần làm sạch trước khi sử dụng, bởi lõi của 3 kích là nguyên nhân gây kích thích tim mạch, gây chóng mặt, buồn nôn. Những người bị viêm đường tiết niệu, đi tiểu đau buốt không nên sử dụng. Những người bị nóng trong, táo bón không nên sử dụng 3 kích. Nam giới đang bị chậm xuất tinh, khi quan hệ khó xuất tinh thì tuyệt đối không nên sử dụng 3 kích hàng ngày, bởi nếu dùng 3 kích bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Đối với sinh hoạt phòng dơ, công dụng cây 3 kích là vô cùng to lớn. Tuy nhiên hãy biết cách sử dụng chúng đúng liều lượng để có được hiệu quả tốt nhất, không nên sử dụng bừa bãi, cũng như nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng bất cứ một loại dược liệu nào đó. Nếu các bạn muốn tìm mua 3 kích tím ngon, đúng chuẩn, để điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe, hãy có thể liên hệ qua số tổng đài hotline 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm mua cao 3 kích tuệ linh qua Thốt Nam Online để ngâm rượu, cũng như sắc nước 3 kích uống. Cao 3 kích ngâm rượu đảm bảo an toàn, chịu đúng được chất lượng, dược tính của cây 3 kích mà không tốn thời gian ngâm rượu. Có rất nhiều sản phẩm uy tín giúp tăng cường sinh lý, bồi bổ sức khỏe mà bạn có thể chọn lựa. Let's Block X. Oi.